Mình xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ làm cái món cơm rượu bằng nếp cẩm, là nếp than á, người ta kêu là nếp cẩm. Mà mình làm cái nếp than này, mình làm một thứ nó thì nó khô, chứ nó giống như là gạo lứt vậy, chứ nó không có dẻo, cho nên mình pha thêm nửa cái nếp thái, nếp này là nếp thái nè, nếp trắng, rồi là nửa cái nếp than. Giờ hai cái mình trộn lại, mình nấu, mình làm cơm rượu. Vậy chứ mình nấu lại cái nấy ra luôn không Phương? Nó đen lại á. Nếp này hả, màu bãi ấy hay gì nè, màu bãi là bữa làm bánh nè, bánh thiệt ngon luôn á. Trộn lại nấu. Trộn lại nấu, giờ mình đi ra. Cái này không nó khô rồi ha. Trộn lại gì cái nó không bị khô. Giờ cô Phương ở đây do bắt nấu lên tôi nha. Giờ tôi đi chặt lá chuối vô đặng hồi nó mình quấn. Nấu hư có bị gì không đây bà bán miền Tây? Hư bị đọn. Mấy gói. Mấy gói đặng biết. Thì nha, hư nhiều hư ít, hư nhiều nhiều gói, hư ít thì ít gói. Dạ. Hư có thưởng phải không? Hư có thưởng gói. Rồi, hư có thưởng thì làm liền. Rồi dây. Rồi mà bả đi ấy đi, mà bả đi chặt lá chặt chuối. Lá chuối. Nước này do nó cũng tím tím đẹp là mà bả. Nó ra màu luôn ha. Dạ, ra màu tím mà. Vậy chứ mình hồi nấu cái hộp màu tắm nó ra màu tím luôn à. Thì nó rút qua cái nước đó phải không? Nó rút qua. Giống lá giống nước lá cẩm quá ha. Vậy là kêu nếp cẩm là nếp này á. Bà bả. Cái nếp trắng ha nhiều hơn cái nếp tím phải không? Thường thường mình làm bánh á. Làm bánh là nếp trắng nhiều hơn. Không có cái này nè, cái đang ấy nè. Đang ấy cái nào cũng bằng nhau á. Cái nửa ký á. Giờ con nấu không chắc nước, chứ con nấu để nước không được nha. Không, nấu đừng chắc nước. Đừng chắc nước luôn hả? Nấu vừa cái vừa nước thôi. Kiểu này chắc có thưởng quá à. Nấu chắc nước là con phải để lửa tên nè. Này nấu đâu để lửa tên. Quá miền Tây vui quá chứ. Vậy được hết mà bả, nước vậy nè, được rồi ha. Được rồi. Nước gì vừa. Để nắp lại cái chùm lửa nhỏ thiệt nhỏ, từ từ cái nó chín luôn à. Rồi giờ mình đi qua đây mình chặt vào lá chuối. Đây có tàu lá chuối nè. Mình thăm cây nếp lên hơi con ngút rồi nè. Để mình xới lên cho nó chín. Trời ơi, nó tím ghiệm hết trơn rồi. Chứ người ta đâu có làm nếp này không cô Phương? Làm nếp này không nó đâu có dẻo. Giao cho mợ bãi coi ngon thì phạt ít, còn mình dở phạt nhiều. Ủa có thưởng chứ, thưởng ít thưởng nhiều. Nếp của mình chín rồi, nó ra cái màu màu than, màu nếp than không à, nó lộn hết trơn rồi, rồi cái nó ra thành màu nếp than thiệt là ngon luôn. Giờ mình nhắc xuống mình ăn thử cái nếp than này, mình nấu thử rồi cái hồi nào giờ mình cũng chưa nấu nếp than này lần nào hết. Mấy cái hộp nước than thì mình ăn nó nghe bụp bụp giống như ngày xưa mà mình nấu bo bo mình ăn vậy. Tại vì nếp này nó giống như là nếp lứt vậy, chứ nó không được trắng á. Cho nên ăn nó bụp bụp bụp. Còn cái nếp trắng thì ăn nó mềm. Nên nè. Hai cái mình hòa lại thì dẻo nhẹo ngon lắm. Giờ mình có sẵn tô nước nè. Mình bỏ vô muối. Mình quậy cho đều ra. Lá mình lót với cái xề nè. Giờ mình tha miếng nước muối vô đây để mình để cơm nếp của mình ra đặng cho nó không có dính. Mình tha bên đó một cái, bên đây một cái. Giờ mình dứt nếp ra, rồi mình để hướng tán đều ra cho nó nguội.
rồi mình ép cho nó nguội, cho nó dẻ rồi. Giờ mình dứt, mình để qua mấy bên đây một phần nữa, làm cho nó nguội. Một bịch men về thì mình làm được 1 lít nếp. Rồi mình mua 2 bịch thì mình làm 1 ký nếp. Mình để vô cái bịch này mình đâm nè. Giờ men á mình đâm nhuyễn, thiệt nhuyễn ra. Giờ mình dắt men lên nè các bạn. Mình dắt đều lên đây. Dắt đều xong hết rồi. Giờ mình ập lại. Rồi mình tiếp mình dắt cái bên này nè. Rồi mình để cái tô nước muối đây nè, mình thấm dao. Mình cắt ra. Rồi cái mình lấy lá chuối mình quấn lại. Thì mình quấn tròn lại. Đây mình chuẩn bị mấy cái hộp nè. Giờ mình để vô đây, mình dựng vô. Mình để vô đó, chuối mình quấn vậy nè. Cái mai mốt mình gỡ ra nó không có bị dính lại. Mình sắp qua đầy được một lớp ở dưới đây rồi. Giờ mình xé cái miếng lá chuối này ra nè. Cái mình để lên cái mặt nè. Để thêm lớp nữa. Mà cái lớp này chắc không có nhiều. Mình còn ít. Mình làm xong hết rồi, giờ mình đậy lại nha các bạn. Giờ mình có miếng lá chuối này nè. Giờ mình đậy kín lại. Đậy kín lại cho nó ra nước. Rồi xong. Rồi cái cơm rượu nếp thang của mình làm xong rồi. Giờ mình để cho 3 ngày. 3 ngày là nó có ra nước được rồi, là mình ăn được rồi. Còn nếu như mình làm bánh bò thì mình để 4-5 ngày mình mới làm được. Còn như 3 ngày mình chỉ ăn thôi, chứ mình làm bánh bò nó lâu nổi lắm. Giờ mình để đây 3 ngày mình lấy ra mình ăn. Cơm rượu của mình được 2 đêm rồi các anh chị. Giờ mình chế nước vô để mà mình chan đường. Thường ta nói nấu rượu thì chan nước, mình nói làm cơm rượu thì mình chan đường. Giờ mình có cái tô nước lọc của mình nè. Giờ mình chế vô cái son này. Cái mình để đường. Đáng lẽ mình làm cái đường phèn mà mình không có mua đường phèn, cho nên mình làm đường cát. Thường thường ở đây thì mình xài nước mưa hoặc là nước cây. Rồi khi mình ra ngoài trời thì mình cũng có đem 2 cái thùng nước ra ngoài.
để khi mình ăn uống thì mình xài nước trong thùng đó, còn mình rửa thì mình rửa nước trong cái lu cái thạp của mình, chứ không phải là mình múc cái nước ở Dũng lên đó mà mình nấu mình ăn. Mình có đem hai cái thùng nước ra ngoài. Giờ mình đổ đường vô cho mình quậy cho tan ra. Này mình làm cũng vừa hơi ngọt ngọt chứ mình không có làm ngọt không. Giờ mình bắt lên mình thắn đường. Giờ mình lấy lá chuối ra nè các anh chị. Làm hồi đó giờ thì mình làm cái nếp màu trắng không à. Mình không có làm nếp mà màu này. Nay đây cũng là lần đầu tiên mình làm cái nếp màu này. Giờ mình gấp ra. Nếp màu này thì nó chắc không dẻo bằng nếp trắng không. Tại vì nếp này nó giống như là nếp lứt mà màu đẹp hay là đẹp luôn. Có nhớ có một lần mình đi đám á, cái người ta làm rượu cơm rượu này nè. Cái người ta đãi mình uống á, thơm ngon chứ. Mã màu cũng đẹp nữa. Đường của mình sôi tan ra hết rồi, giờ mình nhắc xuống mình để cho nguội. Rồi cái nước đường của mình nguội rồi. Giờ mình chan vô cái cơm rượu của mình. Giờ mình để đây cho nó thơm. Chắc 3 ngày là mình ăn được. Mình này 2 đêm rồi, 1 đêm đó là mình ăn được rồi.